Chương 1 Tôi sẽ đợi cậu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tôi biết rồi cậu cũng sẽ thích tôi. Tôi biết vào tháng 13, ngày 32, thứ 8, 25 giờ, 61 phút, cậu sẽ thích tôi. Dù có đợi đến suốt đời thì tôi vẫn sẽ đợi cậu. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, vì là học sinh mới chuyển trường nên tôi không biết ai trong lớp. Chỉ có vài con bạn, bây giờ đã là bạn thân, ngồi xung quanh làm quen với tôi chẳng biết từ đâu cậu bước vào lớp mấy đứa con gái nhốn nháo cả lên một con ngồi cạnh tôi thì thầm thằng đó là hot boy lớp tôi đó ha ha lúc đó tôi quay sang nhìn cậu rồi nghĩ thầm trong đầu đơ mờ xấu chó vậy mà cũng là hot boy à ai thích thằng này chắc ngu lắm ừ thì chỉ là nhất thời nghĩ trong đầu vậy thôi nhưng bây giờ mới biết chính mình thích nó thật rồi đúng là bản thân mình ngu thật lựa ngay thằng hot boy của lớp để thích. Thiết nghĩ, con mắt nhìn người của tôi không tệ, hot boy mà, nhưng trái tim của tôi lại không chọn đúng người để thích. Cậu biết không, thanh xuân này tôi đã dành để yêu cậu, nếu có một điều ước, tôi chỉ ước, mình chưa bao giờ gặp cậu. 3, 8, 2017 phải làm sao đây? Tôi lại nhớ cậu nữa rồi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.